Trước khi buổi học của chúng ta bắt đầu, con xin phép thầy và em xin phép tất cả các thầy cô giáo trong ban lãnh đạo, xin phép thầy Nguyễn Trung Triều cùng các thầy cô giáo chúng ta sẽ cùng nở một nụ cười thật tươi, chúng ta cùng cúi chào nhau làm một cái nghi thức trước buổi học để cho buổi học tập của chúng ta được trở nên trang trọng và có hiệu quả cao ạ. Và con xin kính chào thầy và kính chào tất cả các thầy cô giáo ạ. Vâng ạ. Con kính thưa thầy, kính thưa tất cả các thầy cô giáo. Vâng, đầu tiên con xin phép, em xin phép được dành một ít phút được giới thiệu thành phần đại biểu và các thầy cô đang có mặt trong lớp học của chúng ta ngày hôm nay ạ. Vâng ạ, đầu tiên em xin được con xin được trân trọng giới thiệu thầy giáo dịch giả Vọng Tây, người sáng lập hệ thống giáo dục Khanh Đức. Vâng, chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để chào đón sự có mặt của thầy ngày hôm nay ạ. Vâng ạ. Hôm nay thầy rất là quan tâm tới lớp học của chúng ta. Rất là tuyệt vời khi mà chúng con lại được cùng học tập mà dưới sự có mặt của thầy ạ. Vâng, em xin được trân trọng giới thiệu thầy giáo Nguyễn Trung Triều, là tiến sĩ nguyên là hiệu trưởng trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Nha Trang, người sẽ trình bày chính về nội dung học tập của chúng ta ngày hôm nay. Chúng ta hãy nở một tràng pháo tay thật lớn để chào đón thầy ạ. Vâng ạ, và sau đây em xin phép được trân trọng giới thiệu thầy giáo tiến sĩ Nguyễn Trung Triều, là sẽ lên trình bày và bài chia sẻ của thầy trước cả lớp ngày hôm nay. Em xin được kính mời thầy ạ. Tôi xin kính chào thầy Vọng Tây, thầy Trung Phương, thầy Đình Tú, cũng như quý thầy cô trong ban lãnh đạo, ban giám hiệu và toàn thể đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên của hệ thống giáo dục Khai Minh Đức. Hôm nay được vinh dự làm việc từ xa với quý thầy cô, nhưng mà cảm nhận thì lại là rất là gần. Đặc biệt là khi được một lần nữa nhìn thấy thầy Vọng Tây, thầy Trung Phương với những cái nụ cười rất là quen. Bản thân tôi thì có thể nói là rất là tự hào, rất là vinh dự khi được làm việc lần đầu tiên với hệ thống giáo dục Khai Minh Đức của chúng ta. Và hy vọng cái chuyên đề này, cái buổi nói chuyện này thì sẽ cung cấp được chút ít gì đó những vấn đề nó liên quan đến Hồ Chí Minh. Thì bây giờ xin phép quý thầy cô là đi thẳng vào nội dung. Sau buổi có thời gian thì chúng ta sẽ có cơ hội trò chuyện thêm. Thưa toàn thể quý thầy cô, thì ngày mùng 9 tháng 9 năm 1969 thì chúng ta tổ chức lễ truy điệu cho Bác Hồ. Trong cái diễn văn tại lễ truy điệu thì bí thư thứ nhất Lê Duẩn có khẳng định là Hồ Chí Minh kính yêu của chúng ta không còn nữa. Tổn thất này vô cùng lớn lao. Đau thương này thật là vô hạn. Dân tộc ta, nhân dân ta, non sông đất nước ta đã sinh ra Hồ Chủ tịch, người anh hùng dân tộc vĩ đại, và chính người đã làm rạng rỡ dân tộc ta, nhân dân ta, non sông đất nước ta. Điều đặc biệt là trước lúc người đi xa thì người đã để lại cho chúng ta một cái di sản tinh thần vô giá, một cái tài liệu mà trước khi vào viết phần nội dung thì Hồ Chí Minh kính yêu đã đề bốn chữ tuyệt đối bí mật. Và sau này chúng ta gọi cái tài liệu này là di chúc. Vì lẽ đó, có thể nói là cái nội hàm khái niệm tư tưởng Hồ Chí Minh thì nó rất rộng. Tuy nhiên, chúng tôi chọn cái vấn đề thực hiện di chúc của người để trình bày trong cái chuyên đề đầu tiên được may mắn có cơ hội làm việc với hệ thống Khai Minh Đức. Thì báo cáo quý thầy cô thì đây là một cái trang di chúc của Hồ Chí Minh. Trước hết đi vào tìm hiểu nội dung thì ta sẽ làm rõ một chút về cái khái niệm di chúc.
quá tìm hiểu thì có thể khái quát di chúc được hiểu là cái ý chí, nguyện vọng, mong muốn, dặn dò của người trước khi chết. Về rất nhiều nội dung, nói chung là rất là đa dạng. Tuy nhiên ở đây chúng tôi tạm thời chỉ ra mấy cái nội dung cơ bản thường có trong một cái di chúc. Trước hết đó là cái ý nguyện về xử lý tài sản. Cái này là quý thầy cô là thấy rất là rõ. Trước khi nói về việc di chúc Hồ Chí Minh về liên quan đến cái chuyện có hay không về xử lý tài sản, thì xin giới thiệu quý thầy cô một vài thông tin để chúng ta tham khảo. Có lẽ quý thầy cô, tất cả chúng ta đều biết đến Nobel. Thì Nobel là một nhà khoa học rất nổi tiếng. Trước khi qua đời thì Nobel đã để lại rất nhiều cái bằng sáng chế phát minh. Trong đó, cái phát minh nổi tiếng nhất đó chính là phát minh ra thuốc nổ. Thì mục đích của Nobel phát minh ra thuốc nổ là để phục vụ nhân loại. Tuy nhiên trong thực tế sau khi thuốc nổ được phát minh thì ta thấy nhân loại có nhiều chỗ sử dụng không đúng mục đích, dẫn đến giết hại lẫn nhau. Do đó trước khi qua đời thì Nobel đã để lại phần lớn tài sản của mình, cụ thể là để lại 94% tài sản để làm một cái giải sau này trao cho những người có cống hiến cho hòa bình, cho văn minh nhân loại. Như vậy là với Nobel thì để lại 94% tài sản, và ngày đó là khoảng 31 triệu euro, tương đương khoảng 200 triệu USD, tức là một cái khoản tài sản rất là lớn trong thời điểm đó. Một cái nhân vật nữa mà quý thầy cô chắc cũng biết, đó là ông Warren Buffett. Hiện nay năm 2023 thì tài sản của Warren Buffett là 106 tỷ đô la. Và ông đứng ở vị trí thứ 5 thế giới. Tức là một người rất giàu. Tài sản là 106 tỷ. Thì quan điểm của ông này là trước khi qua đời ông sẽ để lại tài sản cho con. Trên cơ sở cái quan điểm là để vừa đủ để chúng cảm thấy có thể làm bất cứ điều gì, nhưng cũng không để quá nhiều để chúng không muốn làm việc gì hết. Như vậy là để lại một tài sản chỉ vừa đủ để có thể làm bất cứ điều gì, nhưng cũng không đến nỗi quá nhiều để nó không phải làm gì vẫn sống được. Với quan điểm đó thì ông để lại 99% tài sản để làm từ thiện, còn để lại cho con cháu chỉ 1%. Một cái nhân vật cũng rất nổi tiếng, đó là ông Bill Gates, người nhiều năm giữ vị trí tỷ phú giàu nhất thế giới. Hiện nay năm 2023 thì tài sản của ông là 104 tỷ USD, đứng thứ 6 thế giới. Thì ông Bill Gates này có 3 người con, thì ông để lại tài sản là khoảng 10 triệu cho một người. Như vậy là 3 người thì khoảng 30 triệu USD, còn toàn bộ còn lại thì làm từ thiện. Một cái nhân vật nữa mà có lẽ ai cũng biết nếu chúng ta sử dụng Facebook, đó là Mark Zuckerberg. Một người rất trẻ, rất giỏi. Tài sản của ông năm 2023 là 69,8 tỷ. Ông đứng thứ 13 thế giới. Năm 2015, vợ chồng ông sinh được con gái đầu lòng. Thì trong cái bức thư ngỏ dành cho con gái mới sinh thì ông đã quyết định để lại 99% cổ phiếu Facebook để làm từ thiện. Một vài ví dụ như vậy để chúng ta thấy nhiều người trước khi qua đời đều có ý nguyện về xử lý tài sản, đặc biệt là những người giàu, những tỷ phú thế giới. Với Bác Hồ chúng ta thì trước khi qua đời Bác không để lại bất cứ một tài sản cá nhân nào. Ngày 21 tháng 1 năm 1946, khi có phóng viên nước ngoài đặt câu hỏi về cảm nhận, cảm tưởng khi giữ chức chủ tịch nước, một cái chức vụ to nhất của đất nước chúng ta, thì Hồ Chí Minh của chúng ta đã trả lời
Và trong câu trả lời thì đã tuyên bố luôn mục đích, nguyện vọng của cuộc đời mình. Bác Hồ nói rằng là tôi tuyệt nhiên không ham muốn công danh phú quý chút nào. Giờ nhận chức chủ tịch nước là vì đồng bào ủy thác, cùng giống như người lính vâng mệnh quốc dân ra trước mặt trận. Khi nào đồng bào cho tôi lui thì tôi vui vẻ lui. Tôi chỉ có một ham muốn tột bậc là làm sao cho nước nhà được độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành. Về phần tôi thì làm một mái nhà nho nhỏ, nơi có non xanh nước biếc để sớm chiều câu cá trồng rau, làm bàn với trẻ em chăn trâu, cụ già hái củi, tuyệt nhiên không dính đến vòng danh lợi. Và cuộc đời 79 mùa xuân của người thì người đã thực hiện trọn vẹn cái lời tuyên bố của mình ngay từ thời điểm 1946. Vấn đề thứ hai mà trong các di chúc thường đề cập đó là vấn đề xử lý thi hài. Thì ở đây, trước khi nói về nguyện vọng của Bác Hồ thì cũng xin dẫn vài dẫn chứng để quý thầy cô có thêm thông tin. Chắc các thầy cô cũng đã nghe một cái nhân vật nổi tiếng của Trung Quốc, đó là Đặng Tiểu Bình. Đặng Tiểu Bình là kiến trúc sư của công cuộc cải cách mở cửa Trung Quốc năm 1978. Và Đặng Tiểu Bình cũng chính là tác giả chính của cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam năm 1979. Năm 1997, Đặng Tiểu Bình qua đời. Thì ông đề nghị thi hài của ông được hỏa táng, cho bỏ vào ba cái hũ. Một là để thờ, hai là rải xuống dòng sông Trường Giang, một trong hai con sông lớn nhất Trung Quốc. Và thứ ba là một phần tro rải xuống Biển Đông. Đương nhiên Trung Quốc thì gọi là Biển Hoa Nam, người Việt Nam chúng ta gọi là Biển Đông. Ở đây chúng ta lưu ý cho một điều, đó là có một phần hài cốt của Đặng Tiểu Bình được rải xuống Biển Đông. Các thầy cô chắc cũng đã có thông tin, đó là Trung Quốc thường lấy một cái căn cứ để coi xác lập lãnh thổ, đặc biệt là lãnh hải của mình, đó là nơi nào có mồ chôn của ông bà tổ tiên của Trung Quốc thì nơi đó là lãnh thổ, lãnh hải Trung Quốc. Do đó ở đây chúng ta thấy một phần tro cốt của Đặng Tiểu Bình được rải xuống Biển Đông. Có lẽ tâm nguyện của ông cũng muốn khẳng định Biển Đông là của Trung Quốc. Một cái nhân vật cũng rất nổi tiếng, tác giả truyện tranh Người Sắt. Và bộ phim Người Sắt thì các thầy cô chắc cũng đã từng nghe đến và xem. Thì tác giả của truyện tranh này thì ông sống trọn cuộc đời của mình với các cuốn truyện tranh. Vì lẽ đó năm 1996 ông qua đời thì ông đề nghị thi hài của ông được hỏa táng và tro cốt được trộn vào mực để in ra các cuốn truyện tranh tiếp theo. Như vậy ông muốn hóa thân phần xác của mình vào các cuốn truyện tranh sau khi ông qua đời. Năm 2006, thế giới có một cái sự kiện cũng rất nổi bật, đó là có một cái chuyến bay của tên lửa mang hài cốt của 187 người bay vào vũ trụ. Như vậy là những người này trước khi chết muốn được đưa tro cốt lên vũ trụ. Và chuyến bay năm 2006 đó có 187 người đi theo tên lửa bay vào vũ trụ. Như vậy bây giờ là chúng ta thấy không chỉ có thổ táng theo truyền thống, thủy táng, hỏa táng, hay là thiên táng, mà còn bây giờ là còn có không táng và thậm chí là cả vũ trụ táng. Rất là đa dạng. Năm 1954, Việt Nam chúng ta đại thắng trong chiến dịch Điện Biên Phủ, lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu. Người Pháp thất bại nặng nề.
Trong đoàn quân thất thần đó có một nhân vật có tên là Marcel Bigot. Sau khi được trao tả tù binh thì Marcel Bigot này về tiếp tục hoạt động trong quân ngũ của Pháp, và ông tiếp tục có cơ hội thăng tiến và leo lên chức bộ trưởng bộ quốc phòng của Pháp. Tuy nhiên đến năm 2010 khi qua đời thì ông Bigot này có một nguyện vọng, đó là một phần tro cốt của ông sau khi được hỏa táng sẽ được rải xuống lòng chào Điện Biên Phủ của Việt Nam, nơi ông đã thất bại nặng nề nhất trong sự nghiệp binh nghiệp của mình. Còn ở Việt Nam, chắc tất cả các thầy cô cũng đều biết đến một cái nhân vật rất nổi tiếng, được nhân dân ta rất tôn trọng, đó là Võ Nguyên Giáp. Nhắc đến Võ Nguyên Giáp thì tất cả chúng ta đều thường nói đến là Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Đấy, tuy nhiên có một điều thầy cô lưu ý, đó là Võ Nguyên Giáp vốn xuất thân từ văn chứ không phải là võ. Bởi vì Võ Nguyên Giáp của chúng ta xuất thân là từ một thầy giáo dạy lịch sử trường Tư Thục Thăng Long. Và đặc biệt ông không được học, không được đào tạo qua bất cứ một trường lớp nào về quân sự, mà năng lực quân sự của ông là chủ yếu được tự học. Do đó Bác Hồ thường gọi Võ Nguyên Giáp là chú văn chứ không phải là chú võ. Do đó có thể nói Võ Nguyên Giáp chúng ta là một người văn võ song toàn. Do đó trong con người này thì văn võ nó hòa quyền với nhau và trở thành đại tướng. Và đại tướng này không chỉ là đại tướng của quân đội mà làm đại tướng của nhân dân. Do đó có người đã từng nói là gì? Văn lo vần nước, văn thành võ, võ thấu lòng dân, võ hóa văn. Một con người văn võ song toàn. Năm 2013 đại tướng qua đời thì nguyện vọng của đại tướng là được trở về với quê hương Quảng Bình. Đấy, tuy nhiên không phải là về nơi chính cái mảnh đất ở cái Lệ Thủy nơi đại tướng sinh ra, mà đại tướng chọn một cái địa điểm, đó là ở Vũng Chùa Đào Yến thuộc huyện Quảng Trạch của Quảng Bình để làm nơi an nghỉ. Và bây giờ chắc quý thầy cô biết thì Vũng Chùa Đào Yến, nơi mộ đại tướng Võ Nguyên Giáp, trở thành một cái địa điểm viếng thăm của rất nhiều người con Việt Nam yêu nước. Một cái nhân vật cũng hết sức nổi tiếng, có nhiều cống hiến cho đất nước chúng ta, đó là Lê Khả Phiêu. Lê Khả Phiêu mang quân hàm thượng tướng, chức vụ cao nhất trong đảng là Tổng Bí Thư. Năm 2020 thì Lê Khả Phiêu qua đời. Nguyện vọng của Lê Khả Phiêu là hỏa táng và tro cốt rải xuống ba dòng sông. Một, dòng sông Mã, nơi quê hương của thượng tướng. Hai, dòng sông Hồng, nơi thượng tướng đã hoạt động binh nghiệp của mình thời kỳ chống Pháp. Và ba là dòng sông Cựu Long, nơi Lê Khả Phiêu đã sống và chiến đấu ở quân khu 9 và đặc biệt là trong bộ tư lệnh quân Việt Nam tình nguyện tại Campuchia. Tuy nhiên chúng ta biết rằng là khi Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu qua đời thì dịch Covid đang bùng phát mạnh mẽ nên nguyện vọng của Lê Khả Phiêu không thực hiện được. Thế còn Bác Hồ chúng ta nguyện vọng như thế nào đối với thi hài của mình thì xíu nữa trong cái phần sau chúng tôi sẽ trình bày sâu. Cái nội dung thứ ba mà trong di chúc thường thể hiện đó là cái kinh nghiệm sống. Trước khi qua đời thì người ta thường dặn dò trăn trối những cái điều mà người ta tổng kết đúc rút trong cuộc đời mình, dù ngắn hay là dù dài. Ở đây xin giới thiệu với quý thầy cô hai cái nhân vật cùng hết sức nổi tiếng. Nhân vật thứ nhất là Alexandria, hay chúng ta thường gọi là Alexander Đại Đế. Đây là một trong những vị tướng thiên tài của thế giới. Năm 20 tuổi thì ông đã trở thành quốc vương của Macedonia.
Và sau khi trở thành quốc vương thì cuộc đời của ông chủ yếu trên lưng ngựa, đi chinh chiến khắp nơi. Và ông đã chinh phục rất nhiều khu vực trên thế giới. Và Macedon trở thành đế quốc, một trong những đế quốc rộng lớn nhất trong lịch sử loài người. Tuy nhiên đến năm 33 tuổi thì ông qua đời. Như vậy qua đời khi mới 33 tuổi. Và truyền kể rằng trước khi qua đời thì Alexander Đại Đế đã trăn trối ba điều. Điều thứ nhất là khi thiêng quan tài của ông thì không phải là binh lính mà là những lương y giỏi nhất, là những người khiêng quan tài. Nguyện vọng thứ hai là trên đường đưa ông từ nhà từ dinh ra huyệt mộ thì vàng bạc phải rải đầy dọc đường. Và nguyện vọng thứ ba là thân thể của ông thì để trong quan tài, nhưng hai bàn tay của ông thì thò ra bên ngoài. Mọi người mới thắc mắc, hỏi ông tại sao lại có những cái nguyện vọng như vậy. Thì ông trong những giây phút sắp hối, ông mới trăn trối được như thế này. Ông nói rằng con người khi đã chết là sẽ chết, dù bác sĩ giỏi nhất cũng không cứu được. Người phương Đông chúng ta là thường cứ nói là con người đều có số, sống chết có số. Thì có vẻ điều này Alexander muốn nói điều đó. Điều thứ hai là tại sao tài sản vàng bạc châu báu lại rải trên dọc đường. Bởi vì ông nói cả cuộc đời ông chinh chiến trên lưng ngựa, thu được về rất nhiều vàng bạc châu báu, nhưng khi chết không mang theo được cái gì, chỉ để lót đường mà đi. Và cái nguyện vọng thứ ba là thò hai bàn tay ra ngoài quan tài. Vì ông nói rằng cuộc đời con người đến với thế giới này từ hai bàn tay trắng. Và khi trở về thế giới bên kia, chúng ta thường gọi là trở về với cát bụi, thì cũng chỉ có hai bàn tay trắng mà thôi. Nhân vật thứ hai muốn chia sẻ với quý thầy cô đó là vua Hề Sắc Lô. Đây là một con người rất nổi tiếng trên toàn cầu bởi cái tác phẩm phim hài kịch câm. Ông này thì sống rất thọ, 88 tuổi. Trước khi qua đời thì ông có phát biểu 4 điều. Một là không có gì vĩnh cửu trong thế giới này, kể cả những phiền muộn của chúng ta. Như vậy ông cho rằng thế giới này không có gì là vĩnh cửu, kể cả phuồn miệng, buồn phiền. Cái này thì chúng ta thường nói với nhau, thế giới này là luôn luôn vận động. Thế giới này là vô thường, không có cái gì là mãi mãi, không có cái gì là chắc chắn. Đó là một điều chắc chắn. Thứ hai là tôi thích đi dạo dưới trời mưa vì không ai có thể nhìn thấy nước mắt của tôi. Nhiều người nghĩ rằng cuộc đời của Sắc Lô được cả thế giới này ca tụng, chắc chỉ có sung sướng, chỉ có hạnh phúc. Nhưng xin thưa quý thầy cô, Sắc Lô trong cuộc đời mình cũng đã trải qua rất nhiều biến cố. Có cả hạnh phúc và có cả đau buồn, có cả hạnh phúc và có cả khổ. Do đó, đúng với tinh thần đời là bể khổ, nước mắt chúng sinh nhiều hơn bốn bể đại dương là thế. Phát biểu thứ ba của Sắc Lô là ngày mất mát lớn nhất trong cuộc đời là ngày chúng ta không cười. Nhà biên kịch nổi tiếng Lưu Quang Vũ, chồng của nhà thơ nổi tiếng Xuân Quỳnh, có một bài thơ rất nổi tiếng, Từ Sự. Dù đục dù sông thì con sông vẫn chảy, dù cao dù thấp thì cây lá vẫn xanh, dù người phàm tục hay kẻ tu hành đều phải sống từ những điều rất nhỏ. Những điều rất nhỏ đó chúng ta gọi là truyền tự tế. Và tôi cho rằng cái truyền tự tế lớn nhất, dễ làm nhất,
ai cũng có thể làm được nhất, đó chính là hãy nở nụ cười với nhau. Do đó tôi rất đồng ý và rất vui khi MC Trịnh Văn Cần đề nghị mọi người hãy cười với nhau trước khi chúng ta làm việc. Do đó tử tế trước hết là luôn luôn nở nụ cười với nhau. Phát biểu thứ tư của Sắc Lâu là bác sĩ giỏi nhất trên đời, trên thế giới này là mặt trời. Sự nghỉ ngơi, luyện tập, ăn kiêng, lòng tự trọng và bạn bè. Như vậy tổng kết cuộc đời 88 tuổi của mình, Sắc Lô liệt kê ra mấy cái thứ mà những thứ đó làm được thì không có bác sĩ nào sánh bằng. Do đó ta chính là bác sĩ của chính ta. Làm được 6 điều đó thì chúng ta không chỉ khỏe về thể chất mà chúng ta khỏe về tinh thần. Và trong tinh thần thì có cả sức khỏe của những yếu tố mang tính chất tâm linh. Tất cả những gì mà ông Alexander Đại Đế cũng như ông Sắc Lô nhắn gửi với hậu thế, đó chính là chúng ta cần phải trân trọng sinh mạng, trân quý cuộc đời này. Ngay như một thi sĩ rất nổi tiếng của Việt Nam cũng đã tổng kết rồi, đó là ông Bùi Giáng. Ngoảnh nhìn lại cuộc đời như giấc mộng, được mất bại thành bọc chốc hóa hư không. Cuộc đời chúng ta ngắn ngủi như giấc mộng, như sát na bọc chốc nó hóa thành hư không. Do đó Gibran đã từng nói với chúng ta rằng cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, ta có thêm ngày nữa để yêu thương. Với Gibran, mỗi ngày được sống, hãy sống như những ngày, như ngày cuối cùng trong cuộc đời. Có như thế mới hạnh phúc. Điểm thứ tư mà Di Chúc thường đề cập đó là mong muốn chưa thực hiện được. Với Bác Hồ thì bác có một mong muốn cháy bỏng mà không thực hiện được cho đến khi cuối đời. Bác nói rằng tôi có ý định đến ngày đó, tức là đến ngày đất nước miền Nam giải phóng, đất nước thống nhất, thì tôi sẽ đi khắp hai miền Nam Bắc để chúc mừng đồng bào, cán bộ và chiến sĩ anh hùng, thăm hỏi các cụ phụ lão, các cháu thiếu niên nhi đồng yêu quý của chúng ta. Kế theo đó, tôi sẽ thay mặt nhân dân đi thăm và cảm ơn các nước anh em trong phe xã hội chủ nghĩa và các nước bầu bàn khắp năm châu đã tận tình ủng hộ và giúp đỡ cuộc kháng chiến cứu nước của nhân dân ta. Như vậy là mong muốn của Bác Hồ chưa thực hiện được, đó là vào miền Nam thăm đồng bào miền Nam một lần. Do đó miền Nam luôn trong trái tim của người, bởi vì miền Nam thành đồng tổ quốc đi trước về sau. Do đó bác nhớ miền Nam, nội nhớ nhà, miền Nam mong bác, nội mong cha. Điểm thứ năm Di Chúc thường đề cập đó là công việc hầu thế cần phải làm. Thì cái này chính là cái nội dung cơ bản của Di Chúc. Do đó có người đã từng đề nghị đừng có gọi cái tài liệu tuyệt đối bí mật mà Bác Hồ để lại gọi là di chúc, mà hãy gọi là di huấn của người. Bởi vì đây là những di huấn, những chỉ đạo của người đối với công việc của nước nhà. Bởi vì sao? Bởi vì di chúc của Bác Hồ đó là tâm nguyện, là tình cảm, là ý chí, là niềm tin, là trách nhiệm của bác đối với tổ quốc, nhân dân và sự nghiệp cách mạng. Do đó trong di chúc của người không đề cập gì đến chuyện để lại tài sản hết. Về quá trình viết và công bố di chúc, báo cáo quý thầy cô là bác bắt đầu viết di chúc vào ngày 10 tháng 5 năm 1965. Năm đó bác 75 tuổi.
Bởi vì bác nói rằng là gì? Một nhà thơ nổi tiếng đời Đường có tên là Đỗ Phủ có nói rằng nhân sinh thất thập cổ lai hy. Nghĩa là người thọ 70 xưa nay hiếm. Năm nay tôi 75 tuổi rồi. Do đó bác muốn để lại mấy lời để phòng khi đi gặp các cụ, các Mác Lênin, đồng bào khỏi bị đột ngột. Do đó bản thân bác cũng không gọi là di chúc, mà bác chỉ nói là để lại mấy lời. Và khi viết di chúc thì bác chọn thời điểm 9 giờ sáng để bắt đầu. Bởi vì bác nói rằng cái khoảng thời gian 9 giờ sáng là thời gian đó con người minh mẫn nhất. Bác muốn để lại những lời tâm huyết nhất nên bác chọn cái thời gian viết cũng đặc biệt nhất. Và bản di chúc này bác viết và sửa chữa ròng rã 4 năm trời, cho đến lần cuối cùng sửa là ngày 19 tháng 5 1969 khi bác 79 mùa xuân. Về quá trình công bố thì ngày 9 tháng 9 năm 69, tức là ngày chúng ta tổ chức lễ truy điệu, thì chúng ta công bố một bản di chúc hoàn chỉnh. Tuy nhiên xin lưu ý là bản di chúc này là chúng ta có sửa chữa, ghép nối, bổ sung để trở thành một bản di chúc hoàn chỉnh. Trong đó đặc biệt là chúng ta có cắt một số nội dung chưa công bố. Bởi vì nếu công bố những nội dung này thì không có lợi. Tôi lấy đơn cử. Trong di chúc bác Hồ có viết là cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta dù hy sinh gian khổ nhưng nhất định sẽ thắng lợi hoàn toàn. Một câu nữa thì bác viết cuộc chống Mỹ cứu nước có thể còn kéo dài mấy năm nữa. Như vậy đến năm 69 bác khẳng định cuộc kháng chiến này sẽ thắng lợi hoàn toàn, đó là một điều chắc chắn, nhưng nó phải kéo dài mấy năm nữa. Trong cái thời điểm năm 1969 chiến tranh thì đang diễn ra hết sức ác liệt. Do đó nếu chúng ta công bố thì sẽ không có lợi. Vì lẽ đó khi công bố chúng ta bỏ ba chữ cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước có thể còn kéo dài. Chúng ta bỏ ba chữ mấy năm nữa. Đến năm 1989, vào ngày 19 tháng 8, Đảng chúng ta ra cái thông báo số 151, thông báo những vấn đề liên quan đến di chúc của bác, thì chúng ta công bố đầy đủ tất cả các bản thảo. Và đặc biệt trong cái thông báo này chúng ta cũng có thông báo về ngày mất chính thức của người. Báo cáo quý thầy cô có một điều đặc biệt như thế này. Trong lịch sử thế giới, cụ thể lịch sử nước Mỹ, có một cái điều rất đặc biệt, đó là có ba ông tổng thống. Mà ba ông tổng thống này là những tổng thống khai sinh ra nước Mỹ. Đó là tổng thống John Adams, tổng thống thứ hai, tổng thống Thomas Jefferson. Ông Thomas Jefferson này là tổng thống thứ ba và được coi là tác giả chính của tuyên ngôn độc lập của nước Mỹ, công bố ngày 4 tháng 7 năm 1776. Trong đó có một câu rất nổi tiếng, đó là tất cả mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳng, tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được. Trong những quyền ấy có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc. Các thầy cô thấy câu này rất quen, bởi vì câu này được bác Hồ trích dẫn trong tuyên ngôn độc lập của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ngày 2 tháng 9 năm 1945. Ông tổng thống thứ ba của nước Mỹ là James Monroe. Thì tổng thống John Adams và Thomas Jefferson là mất vào ngày 4 tháng 7 năm 1826, tức là vào dịp tròn 50 năm quốc khánh của nước Mỹ. Trong khi ông tổng thống James Monroe thì mất vào 4 tháng 7 năm 1831, vào dịp kỷ niệm 55 năm quốc khánh của Hoa Kỳ. Do đó cái thời điểm đó báo chí đã từng nói là đây là điều đặc biệt chưa từng có tiền lệ trong lịch sử thế giới và chỉ có ở các tổng thống Hoa Kỳ
Nhưng lịch sử không ngờ là điều đó lặp lại sau 143 năm. Đó là trường hợp Bác Hồ của chúng ta. Bác Hồ chúng ta mất vào 9 giờ 47 phút ngày 2 tháng 9 năm 1969. Tuy nhiên cái thời điểm năm 69 ta công bố ngày mất của Bác là 9 giờ 47 phút ngày 3 tháng 9. Lý do cơ bản bởi vì ngày mất của Bác trùng vào ngày vui lớn của dân tộc. Đến năm 89, sau khi chúng ta nghiên cứu lại cuộc đời của Hồ Chí Minh thì chúng ta thấy Hồ Chí Minh có một cuộc đời rất nhiều điều đặc biệt. Và một trong những điều đặc biệt đó là người mất vào cái ngày mà chính người đã khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Do đó năm 89 chúng ta công bố lại và công bố đúng ngày mất của người là ngày 2 tháng 9. Thì báo cáo quý thầy cô nắm thông tin thêm. Về nội dung di chúc của người thì chúng tôi khái quát có 7 cái nội dung cơ bản. Trước hết thì Bác nói về Đảng. Về Đảng thì Bác nói nhiều, nhưng trong đó Bác nói là đoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý báu của Đảng và nhân dân ta. Các đồng chí từ trung ương đến các chi bộ cần giữ gìn đoàn kết nhất trí trong Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình. Như vậy, Bác khẳng định yếu tố thành bại của cách mạng là đoàn kết. Do đó đoàn kết, đại đoàn kết, thành công, đại thành công. Và Bác nhắc nhở mọi người, đặc biệt là đảng viên, là phải giữ gìn đoàn kết như giữ gìn con ngươi của mắt mình. Ở đây chia sẻ thêm với quý thầy cô một cái chữ, đó là cái chữ con ngươi. Có tài liệu viết tại sao gọi là con ngươi. Thì báo cáo quý thầy cô, thì con ngươi thì từ điển định nghĩa là cái chấm nằm ở trung tâm lồng đen con mắt của con người. Như vậy gạt con ngươi là cái bộ phận trung tâm của con mắt. Nó quan trọng nhất của con mắt. Nhưng tại sao người ta gọi con ngươi? Thì có người nói rằng con ngươi thực ra là con người. Bởi vì khi nhìn vào mắt người đối diện thì trong mắt người đối diện sẽ có hình ảnh trong con mắt. Và người ta đã nghiên cứu là cái hình ảnh này nhỏ bằng 1/30.000 con người đối diện thật. Do đó trong mắt chúng ta khi vào tiếp xúc với người đối diện thì hình ảnh người đối diện hiện trong mắt ta. Do đó người Việt Nam gọi là con ngươi. Và cái từ này cũng được sử dụng nhiều. Ví dụ như trêu ngươi, các ngươi, nhà ngươi. Thì từ này thực ra là nói chạch, nói khác của từ con người. Người Trung Quốc thì gọi con ngươi là đồng tử. Đồng tử tức là cậu nhỏ, đứa nhỏ. Người Anh thì người Pháp thì gọi là pupil. Thì pupil cũng chính là đồng tử và cũng chính là con người, cũng chính là cậu học sinh. Thì đó, vì đó lại tại sao Bác Hồ dùng cái từ con người. Và cũng lưu ý rằng cái chữ con người này cũng được Lenin đã từng sử dụng. Lenin nói là gì? Giữ gìn sự nghiệp quốc phòng, tức là bảo vệ đất nước cũng giống như bảo vệ con người của chính mình. Thì đó là về Đảng. Thứ hai là về đoàn viên thanh niên. Thì Bác nói là đoàn viên thanh niên ta nói chung là tốt. Mọi việc đều hăng hái xung phong, không ngại khó khăn, có chí tiến thủ. Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những con người kế thừa sự nghiệp chủ nghĩa, xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa hồng vừa chuyên. Thì ở đây Bác dùng hai cái từ hồng và chuyên. Hồng ở đây để muốn nói là con người giác ngộ sâu về chính trị, về đạo đức, về lý lẽ. Còn chuyên ở đây chính là chuyên môn.
Và hai cái từ tương đương đó chính là tạ, đức và tài. Cho đó Bác Hồ khẳng định là một con người muốn trọn vẹn thì vừa có tài và phải vừa có đức. Tài phải có đức. Bởi vì có tài mà không có đức là người vô dụng. Còn có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khổ. Do đó phải cả tài và cả đức. Điều này cũng hoàn toàn thống nhất với quan điểm truyền thống. Ngay cả Nguyễn Du ngày xưa đã từng nói là gì? Thiền căn ở tại lòng ta, chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. Do đó Nguyễn Du còn nhấn mạnh chữ tâm, chữ đức còn hơn chữ tài. Thứ ba là về nhân dân lao động. Thì Bác nói là nhân dân lao động ta ở miền xuôi cũng như miền núi đã bao đời chịu đựng gian khổ, bị chế độ phong kiến và thực dân áp bức bóc lột, lại kinh qua nhiều năm chiến tranh. Tuy nhiên, nhân dân ta rất anh hùng, dũng cảm, hăng hái, cần cù. Từ ngày có đảng, nhân dân ta luôn luôn đi theo đảng, rất trung thành với đảng. Do đó, đảng ta cần phải có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế và văn hóa nhằm không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân. Do đó Bác đề nghị là phải nâng cao đời sống nhân dân. Nội dung thứ tư là về cuộc kháng chiến chống Mỹ. Thì cái này như đã nói, Bác đề cập trong hai câu. Đặc biệt, trong mở đầu di chúc thì Bác đã khẳng định cuộc chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta dù kinh qua gian khổ, hy sinh nhiều hơn nữa, song nhất định thắng lợi hoàn toàn. Đó là một điều chắc chắn. Phần giữa di chúc thì Bác nói cuộc kháng chiến chống Mỹ có thể kéo dài mấy năm nữa, đồng bào ta có thể phải hy sinh nhiều của nhiều người, dù sao chúng ta phải quyết tâm đánh Mỹ đến thắng lợi hoàn toàn. Còn non, còn nước, còn người, thắng giặc Mỹ ta sẽ xây dựng hơn 10 ngày nay. Về phong trào cộng sản quốc tế thì Bác khẳng định là một người suốt đời phục vụ cách mạng, tôi càng tự hào với sự lớn mạnh của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế bao nhiêu thì tôi càng đau lòng bấy nhiêu vì sự bất hòa hiện nay của các đảng anh em. Như vậy trong di chúc Bác khẳng định một mặt là tự hào về sự lớn mạnh của sự đoàn kết của quốc tế, nhưng đồng thời Bác đau lòng vì sự bất hòa của hai cái đảng lớn, hai cái nước lớn, đó là Liên Xô và Trung Quốc. Báo cáo quý thầy cô, ngày mùng 2 tháng 3 năm 1969 thì chiến tranh biên giới Liên Xô Trung Quốc bùng nổ do tranh chấp biên giới. Như vậy là hai nước lớn nhất trong phe xã hội chủ nghĩa đem quân đánh nhau. Đó là đỉnh điểm của sự bất hòa. Bác đau lòng chính là chỗ đó. Do đó ngày 9 tháng 9, chính phủ Liên Xô cử một đoàn cán bộ cao cấp sang Hà Nội dự lễ truy điệu của Bác Hồ. Người dẫn đầu là Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng lúc đó, tức là Thủ tướng Chính phủ ngày nay, ông Alexei Kosygin. Tại lễ truy điệu đó thì Kosygin đã nghe được lời di để lại của Bác Hồ. Đó là đau lòng về sự bất hòa của các đảng anh em. Do đó, trên đường từ Việt Nam trở về Liên Xô thì Kosygin đã đề nghị Việt Nam làm trung gian để Kosygin gặp đại diện cao của chính phủ Trung Quốc để tìm cách hòa giải. Vì lẽ đó, từ Hà Nội khi quá cảnh sang Bắc Kinh thì Kosygin đã hội đàm chớp nhoáng với chủ tịch, với thủ tướng Trung Quốc Chu Ân Lai dưới sự kết nối trung gian của Đại sứ quán Việt Nam. Và sau cuộc hội đàm chớp nhoáng đó thì ngày 11 tháng 9 năm 1969, tức là 2 ngày sau lễ truy điệu của Bác Hồ, thì xung đột Liên Xô Trung Quốc chấm dứt. Do đó mọi người đánh giá rất cao cống hiến của Hồ Chí Minh, không chỉ khi người còn sống cho phong trào cộng sản quốc tế, mà ngay khi đã chết rồi thì người cũng đã đóng góp phần mình
vào hòa giải bất hòa trong hai cái đảng lớn của chủ nghĩa xã hội lúc đó là Liên Xô và Trung Quốc. Về việc riêng, đấy chính là cái nội dung lúc này chúng tôi nói đang để xíu nữa để đi sâu. Bởi vì về việc riêng chính là cái ý nguyện của Bác Hồ về xử lý thi hài. Trong di chúc thì Bác nói, sau khi tôi qua đời, chớ nên tổ chức phúng điếu linh đình để tốn thì giờ, tiền bạc của nhân dân. Tôi đề nghị thi hài của tôi được hỏa táng, cho bỏ vào ba cái hộp xanh, một hộp cho miền Bắc, một hộp cho miền Trung và một hộp cho miền Nam. Đồng bào ở mỗi miền nên chọn một ngọn đồi mà chôn hộp tro đó. Trên mã không nên có bia đá tượng đồng, mà chỉ là một ngôi nhà đơn giản, rộng rãi, chắc chắn, mát mẻ để người đến viếng có chỗ nghỉ ngơi. Thì đây là toàn văn cái đoạn Bác Hồ viết về việc riêng của mình. Như vậy, trong ý nguyện của Bác về xử lý thi hài thì Bác muốn được hỏa táng cho ba miền Bắc Trung Nam. Và đặc biệt, trên mã không nên xây bia đá tượng đồng, mà chỉ là một ngôi nhà đơn giản, thoáng mát để đồng bào đến viếng có chỗ nghỉ ngơi. Đây chính là cái chỗ mà chúng ta làm khác với di nguyện của người. Điểm thứ bảy, đó là mong ước cuối cùng. Mong ước cuối cùng thì Bác nói, cuối cùng tôi để lại muôn vàn tình thân yêu cho toàn đảng, toàn dân, cho toàn thể bộ đội, cho các cháu thiếu niên và nhi đồng. Điều mong muốn cuối cùng của tôi là toàn đảng, toàn dân đoàn kết phấn đấu xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng của thế giới. Như vậy, trước lúc ra đi, Bác để lại cho chúng ta là để lại muôn vàn tình yêu thương. Bây giờ chúng tôi xin trình bày về cái lý do mà chúng ta làm khác cái lời Bác dặn về việc xử lý thi hài. Thì lý do được đảng chúng ta công bố rất rõ. Đó là thề theo nguyện vọng và tình cảm của nhân dân. Thì Bộ Chính trị nhận thấy cần thiết phải giữ gìn lâu dài thi hài của Bác để sau này đồng bào cả nước, nhất là đồng bào miền Nam, bạn bè quốc tế có điều kiện tới viếng Bác, thể hiện tình cảm sâu đậm đối với Bác. Thì đó là lý do. Tuy nhiên, xin chia sẻ với quý thầy cô thêm cái thông tin này. Đó là vào năm 1967, sau khi chúng ta tổ chức cái mừng thọ 77 tuổi cho Bác, thì Bộ Chính trị đã triệu tập một cuộc họp bất thường và đặc biệt. Bất thường và đặc biệt bởi vì cuộc họp này bàn về việc bảo vệ sức khỏe của người và chuẩn bị giữ gìn thi hài lâu dài sau khi người qua đời. Cuộc họp này do Bí thư thứ nhất Lê Duẩn chủ trì và đương nhiên trong thành phần thì không có sự có mặt của Bác. Cuộc họp này đề ra hai yêu cầu. Một là phải tuyệt đối giữ bí mật. Nếu không, nhân dân sẽ hoang mang lo lắng và Bác sẽ phê bình Bộ Chính trị không cho phép triển khai thực hiện chủ trương này. Hai là phải chọn một số cán bộ y tế giỏi để gửi sang Liên Xô học tập về khoa học giữ gìn thi hài. Thực hiện yêu cầu đó thì sau hội nghị, ba cán bộ y tế có chuyên môn rất giỏi được lựa chọn từ Bệnh viện 108, Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Xô thành một cái tổ công tác bí mật lên đường sang Liên Xô. Tổ này làm việc hoàn toàn bí mật.
gia đình chỉ được cung cấp thông tin là thực hiện bí mật nhà nước. Sau 7 tháng học tập ở Liên Xô thì tổ công tác này trở về nước và âm thầm chuẩn bị các công việc để phục vụ sau ngày bác ra đi. Đến ngày 28 tháng 8 năm 1969 thì trước cái tình hình sức khỏe của bác yếu dần thì Liên Xô đã cử một đoàn chuyên gia 5 người bay sang Việt Nam để giúp chúng ta thực hiện giữ gìn thi hài của người. Như vậy ở đây chúng ta thấy cái chủ trương mà giữ gìn thi hài của người đã có trước khi người qua đời 2 năm. Chia sẻ thêm với quý thầy cô thông tin về những lần di chuyển thi hài của bác. Sau khi bác qua đời, bác cũng không được nằm yên một chỗ. Sau khi bác qua đời thì bác được để tạm tại những cái nhà mang tính chất tạm thời ở bệnh viện quân y 108. Ở đó không được bao lâu thì đêm ngày 23 tháng 12 năm 69 thì Trung ương Đảng quyết định đưa bác rời khỏi Hà Nội. Địa điểm để ba đưa bác lên đó chính là khu vực K9 Đá Trông. Nó thuộc Ba Vì của Hà Tây trước đây. Khu K9 Đá Trông là cái địa điểm mà trước đây bác đã chọn lựa để làm chỗ nghỉ ngơi và làm việc bí mật. Do đó đêm ngày 23 tháng 12 năm 69 để đảm bảo an toàn nên chúng ta đưa bác lên đó và đưa trong điều kiện hết sức bí mật vào buổi tối. Tuy nhiên bác lên nằm ở K9 không được bao lâu, chưa đúng một năm, thì đêm ngày 3 tháng 12 năm 1970, thì trước đó vào ngày 20 tháng 11 năm 70, thì đế quốc Mỹ cho biệt kích tập kích trại giam Sơn Tây để giải phóng tù binh, để cướp tù binh. Chúng ta nhận thấy chỗ này sợ bị phát hiện không còn an toàn. Do đó chúng ta lại đưa bác quay trở về Hà Nội. Như vậy bác nằm ở K9 gần một năm thì lại quay trở về Hà Nội. Trở về Hà Nội không được bao lâu thì ngày 19 tháng 8 năm 1971 Hà Nội, các tỉnh miền Bắc mưa rất lớn. Đê có nguy cơ bị vỡ. Và có tài liệu nói rằng sở dĩ miền Bắc ngày đó mưa rất to là do đế quốc Mỹ thực hiện chiến tranh thời tiết gây mưa, gây ngập lụt để tàn phá miền Bắc. Trước khi nguy cơ đê sông Hồng bị vỡ, nơi bác nằm không đảm bảo an toàn, nên ngay buổi sáng ngày 19 tháng 8, ta quyết định đưa bác rời Hà Nội, quay trở lên khu K9 Đá Trông. Lên khu K9 Đá Trông lên không được bao lâu thì đế quốc Mỹ cho B-52 tập kích miền Bắc. Chúng ta nhận thấy khu K9 không đảm bảo an toàn. Nhưng nếu đem về Hà Nội thì cũng không được. Do đó chúng ta đã khẩn trương và tìm địa điểm mới. Và cuối cùng thì đã có một địa điểm thích hợp. Đó là một cái hang đá. Hang đá nằm ở huyện Thanh Thủy của tỉnh Phú Thọ. Từ K9 sang H21 này thì phải vượt sông Đà. Nhưng trong cái bối cảnh không có địa điểm nào tốt hơn nên chúng ta quyết định đưa bác vượt sông Đà sang hang bí mật với một cái mật danh là H21. Như vậy từ Ba Vì, Hà Tây chuyển sang Thanh Sơn của tỉnh Phú Thọ. Bác nằm trong hang đá đó được một thời gian thì vào tháng 1 năm 1973, Hiệp định Paris được ký kết.
quân Mỹ buộc phải rút khỏi miền Nam. Hòa bình được lập lại ở miền Bắc. Do đó, đêm ngày 2 tháng 8 năm 1973, chúng ta đưa bác từ H-21 trở về K-9. Đến ngày 30 tháng 4 năm 1975, thì miền Nam giải phóng, đất nước thống nhất. Thì chiều ngày 18 tháng 7 năm 1975, thì chúng ta đưa bác từ K-9 về Lăng. Lăng Bác Hồ thì được khởi công từ năm 73 và khánh thành vào ngày 29 tháng 8 năm 1975. Các thầy cô ở Hà Nội và nhiều thầy cô chắc chắn đã đến viếng bác tại Lăng. Thì xin thưa với quý thầy cô, Lăng Bác là một cái công trình đặc biệt. Bởi vì có khả năng chịu được đồng đất 7 độ Richter, có khả năng chịu được bom hạt nặng, và đặc biệt là có khả năng tránh được lụt kể cả khi Hà Nội bị ngập, bởi được thiết kế một hệ thống tầng ngầm rất đặc biệt. Hệ thống ngầm dưới Lăng Hồ Chí Minh là bí mật nhà nước, không ai được phép xuống nếu không phải là thành phần được xuống. Do đó năm 1994 có thông tin cho rằng là Hà Nội vẫn còn nhốt một số tù binh dưới tầng ngầm Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Do đó một số người ở Mỹ yêu cầu chính phủ Mỹ nếu muốn bình thường hóa quan hệ Việt Nam phải được xuống Lăng Hồ Chí Minh để kiểm tra xem có tù binh Mỹ còn nhốt dưới không. Trước yêu cầu của Mỹ thì chính phủ chúng ta buộc phải chấp nhận. Và chính đích thân Bộ trưởng Bộ Quốc phòng sau này là Đại tướng Lê Đức Anh đã dẫn ông thượng nghệ sĩ John Kerry trực tiếp xuống hệ thống ngầm của Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh để kiểm tra. Và sau khi kiểm tra và khẳng định không có bất cứ một người Mỹ nào được nhốt dưới đó, thì chính phủ Mỹ đã tuyên bố bỏ cấm vận Việt Nam và đến năm 95 thì bình thường hóa quan hệ với Việt Nam. Báo cáo quý thầy cô là ngày 9 tháng 9 năm 1969, trong lễ truy điệu Bác Hồ thì toàn thể dân tộc chúng ta đã tuyên thệ 5 lời thề và được gọi là 5 lời thề vĩnh biệt người. Lời thề thứ nhất là quyết tâm đấu tranh giải phóng miền Nam, bảo vệ miền Bắc, thống nhất đất nước. Lời thề thứ hai, tiếp tục phấn đấu thực hiện lý tưởng xã hội chủ nghĩa và cộng sản chủ nghĩa cao đẹp, mang lại phồn vinh cho đất nước, hạnh phúc cho đồng bào. Lời thề thứ ba, giữ gìn sự đoàn kết nhất trí trong đảng, làm hạt nhân cho đoàn kết toàn dân. Và lời thề thứ tư, phát huy tình cảm quốc tế trong sáng. Lời thề thứ năm, suốt đời học tập đạo đức tác phong của người. Trong năm lời thề này thì quý thầy cô nhìn vào thì chúng ta thấy cho đến thời điểm hiện tại thì chúng ta cơ bản thực hiện trọn vẹn lời thề thứ nhất. Tại sao chúng tôi nói là cơ bản thực hiện trọn vẹn lời thề thứ nhất? Bởi vì chúng ta đã giải phóng được miền Nam, đất nước đã thống nhất, nhưng vẫn còn một bộ phận lãnh thổ của đất nước đang còn nằm dưới sự chiếm đóng của nước khác. Tôi lấy đơn cử, ví dụ như Hoàng Sa. Do đó trong tư tưởng Hồ Chí Minh, độc lập dân tộc là thống nhất toàn vẹn đất nước,
Vì lẽ đó, ngay cái lời thề đầu tiên, dù chúng ta đã chiến đấu rất anh dũng, anh hùng, hy sinh, nhưng đến thời điểm hiện tại, chúng ta cũng chỉ thực hiện được về cơ bản. Còn những lời thề còn lại thì chúng ta vẫn phải tiếp tục làm. Và đó là một cả một quá trình không có điểm kết thúc. Và bản thân hôm nay chúng ta thực hiện chuyên đề này cũng chính là góp phần thực hiện cái lời thề, đặc biệt là lời thề thứ 5, đó là suốt đời học tập đạo đức, tư tưởng, phong cách của người. Vậy thì sau mấy mươi năm thực hiện di chúc của người, chúng ta đã đạt được thành tựu gì? Chỉ xin báo cáo quý thầy cô có mấy cái thành tựu nổi bật sau đây. Như đã nói, thành tựu nổi bật đầu tiên đó là giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Thành tựu thứ hai là đổi mới đạt kết quả toàn diện. Kết quả toàn diện có thể nó được thể hiện ở mấy điểm. Một, đời sống nhân dân được cải thiện. Thì cái này có thể chúng ta đã cảm nhận được trong cuộc sống hàng ngày. Kể cả vật chất và tinh thần thì đời sống của nhân dân chúng ta cải thiện có thể nói là rõ nét. Về chính trị xã hội thì cơ bản ổn định. Báo cáo thầy cô, hiếm có đất nước nào mà nguyên thủ đến thăm mà được tự do, có thể nói là tự do thoải mái đi lại như khi đến thăm đất nước Việt Nam. Kể từ ông Tổng thống Mỹ đầu tiên Bill Clinton sang Việt Nam năm 2000 cho đến ông Tổng thống Hàn Quốc vừa mới sang Việt Nam, thì chúng ta thấy đất nước chúng ta ổn định, hòa bình, thanh bình. Tuy nhiên ở đây cũng lưu ý một điều. Đất nước chúng ta hiện nay có 100 triệu người, đứng thứ 15 thế giới. Diện tích là 331.991 km², đứng thứ 65 thế giới. Chúng ta có 54 dân tộc anh em. Chúng ta có 16 tôn giáo khác nhau. Do đó, đâu đó sẽ có hiện tượng này, hiện tượng khác. Ví dụ như vừa rồi ở Chư Quynh, Đắk Lắk. Tuy nhiên về cơ bản thì chúng ta thấy chính trị xã hội chúng ta ổn định. Về an ninh quốc phòng thì có thể dùng cái từ đảm bảo là phù hợp nhất. Ở đây xin báo cáo quý thầy cô một thông tin thôi. Việt Nam chúng ta nằm ở khu vực Đông Nam Á, là khu vực mà hiện nay trở thành điểm nóng của thế giới trong cạnh tranh giữa các nước lớn, mà cụ thể là cạnh tranh giữa Mỹ và Trung Quốc. Mỹ thì cái câu khẩu hiệu mà các thầy cô chắc đã nghe nhiều, được báo chí đề cập, được các đời tổng thống Mỹ sử dụng làm câu khẩu hiệu tranh cử, ví dụ như Donald Trump, đó là làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại, nước Mỹ trên hết. Trong khi đó, Trung Quốc thì câu khẩu hiệu phổ biến nhất hiện nay là phục hưng sự vĩ đại của dân tộc Trung Hoa để thực hiện giấc mộng Trung Quốc. Ngày xưa thì Tào Tuyết Cần viết Hồng Lưu Mộng. Bây giờ thì Tập Cận Bình đang viết Trung Quốc Mộng, giấc mộng Trung Hoa. Và giấc mộng này đặt mục tiêu trở thành hiện thực vào năm 2049, vào ngày mùng 1 tháng 10, tức là kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Như vậy bây giờ Trung Quốc không giấu giếm mục tiêu của mình là trở thành nước lãnh đạo thế giới vào năm 2049, đe dọa vị trí số 1 lâu nay của Hoa Kỳ. Do đó giữa hai nước hiện nay đang hết sức cạnh tranh trên mọi lĩnh vực. Do đó họ lôi kéo các nước về phe mình
Trong khi đó, Việt Nam là một nước nằm giữa cái sự cạnh tranh này. Ai cũng muốn lôi kéo Việt Nam về phe mình hết. Do đó, chính sách của Việt Nam hiện nay như chúng ta thấy vẫn là thực hiện chính sách cân bằng ngoại giao. Ngoại giao cây tre, tuân thủ nguyên tắc nhưng mềm dẻo về sách lược, để không bị lôi kéo đứng về bên này hoặc đứng về bên khác. Trong đó, chính sách quốc phòng được công bố trong sách trắng quốc phòng năm 2019 đã khẳng định chủ trương của Việt Nam là thực hiện nhất quán 4-0. Một là không tham gia bất cứ liên minh quân sự nào. Hai là không cho nước nào đặt căn cứ quân sự trên nước mình. Ba là không cho nước nào sử dụng lãnh thổ nước mình để chống nước khác. Và bốn là không đe dọa hoặc là sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế. Thì đây là chính sách 4-0 của Việt Nam. Bên cạnh 4-0 thì hiện nay chúng ta cùng thực hiện thống nhất phương châm 4 tránh. Một, tránh xung đột về quân sự. Hai, tránh đối đầu về kinh tế. Ba, tránh cô lập về ngoại giao. Và bốn, tránh lệ thuộc vào chính trị. Như vậy là 4-0, 4 tránh. Đây là chủ trương của nước Việt Nam hiện nay. Và cho đến thời điểm này thì có thể nói chủ trương này đang mang lại thành công cho nước Việt Nam. Do đó, vì thế quốc tế của Việt Nam hiện nay chúng ta thấy được nâng cao rất nhiều. Sau hơn 50 năm thực hiện di chúc của Người, thì có thể nói cái câu mà đánh giá tròn vẹn đầy đủ nhất chính là cái câu mà được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã từng phát biểu. Đó là nước ta chưa bao giờ có cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày hôm nay. Thì đấy là những vấn đề liên quan đến thực hiện di chúc của Bác Hồ. Trước khi kết thúc phần về chuyên môn thì xin chia sẻ với quý thầy cô một điều liên quan đến nghề nghiệp. Báo cáo quý thầy cô, chúng tôi thường nói với sinh viên của trường chúng tôi rằng giáo viên mầm non có cái điều đặc biệt, có cái hạnh phúc. Đó là giáo dục mầm non là bậc học đầu tiên trong hệ thống giáo dục quốc dân, đặt nền móng cho sự phát triển toàn diện của con người Việt Nam. Điều này đã được luật giáo dục trang trọng ghi vào. Do đó các cô dạy bậc mầm non là nên nhớ là chúng ta dạy bậc học đầu tiên, chứ không phải là bậc học thấp nhất. Có người đã từng phát biểu mầm non là bậc học thấp nhất, không đúng. Mà đây là bậc học đầu tiên. Và vì đầu tiên nên nó đặt nền móng cho tất cả những gì tiếp theo. Do đó đây là một nghề đặc biệt. Đặc biệt bởi vì không chỉ dạy mà còn là dỗ, không chỉ giáo dục mà còn là nuôi dưỡng và chăm sóc. Và chúng tôi cũng thường nói với sinh viên, giáo dục là trồng người. Tuy nhiên đối với mầm non là không chỉ trồng người mà còn là trồng từ khi còn rất là nhỏ. Đó mới là điều vinh dự, đó mới là điều đáng trân trọng và trân quý để chúng ta yêu thêm nghề. Với hệ thống giáo dục Khai Minh Đức thì chúng tôi nhận thấy là hệ thống có cái chủ trương là ứng dụng văn hóa truyền thống trong chăm sóc và giáo dục trẻ, lấy phép tắc con người để làm gốc, để từ đó là giúp trẻ phát triển toàn diện về đạo đức, về trí tuệ, về sức khỏe, về nghị lực, đặc biệt là về cống hiến. Thì chúng tôi nhận thấy rằng cái phương châm này nó không chỉ là phù hợp với truyền thống của dân tộc mà nó phù hợp với luật, và đặc biệt là nó đáp ứng cái nhu cầu thực tiễn hiện nay. Trân trọng cảm ơn thầy Vọng Tây, thầy Trung Phương, quý thầy cô trong ban lãnh đạo, ban giám hiệu, và trân trọng cảm ơn toàn thể cán bộ, nhân viên, viên chức hệ thống giáo dục Khai Minh Đức đã lắng nghe. Xin hết bài giảng.
Dạ vâng ạ. Vâng ạ, rất là cảm xúc và rất là tuyệt vời ạ. Em xin được thay mặt tất cả các thầy cô giáo gửi lời cảm ơn tới thầy Nguyễn Trung Triều đã có một bài chia sẻ rất là tâm huyết, giúp cho tất cả các thầy cô giáo chúng em có được một cái sự hiểu biết, đặc biệt là về những tâm huyết của Bác Hồ trong cái bản di chúc rất là thiêng liêng mà ngày nay đã trở thành một trong quốc bảo của đất nước chúng ta. Thông qua cái sự trình bày của thầy thì giúp cho chúng em biết được là bác đã trăn trở những điều gì trước khi mà bác ra đi, và bác để lại những cái thành tựu rất là to lớn cho đất nước chúng ta ngay từ khi bác còn đang trực tiếp lãnh đạo đảng, lãnh đạo nhà nước. Nhưng khi bác ra đi rồi, bác cũng để lại những cái di sản và những cái bài học rất là sâu sắc và rất có ý nghĩa, rất có giá trị. Và chắc chắn rằng là buổi học ngày hôm nay thầy cũng đã có thêm những cái sự định hướng và truyền thêm những cái động lực để cho tất cả các thầy cô giáo chúng em tiếp tục dành thời gian để tìm hiểu và học tập theo di chúc của bác. Vâng ạ, một lần nữa chúng em xin được cảm ơn thầy Nguyễn Trung Triều ạ. Vâng ạ, kính thưa thầy và Nguyễn Trung Triều, kính thưa các thầy cô giáo. Vâng, ngày hôm nay lớp học của chúng ta dành được sự quan tâm đặc biệt thầy thầy giáo Vọng Tây, người sáng lập hệ thống Từ Khoa Minh Đức, đã tham dự buổi học từ đầu giờ. Và thầy lắng nghe rất là chăm chú và rất là trân trọng những cái sự chia sẻ của thầy Trung Triều. Sau đây con xin được kính mời thầy sẽ có đôi lời phát biểu cảm xúc cũng như là căn dặn tới tất cả các thầy cô giáo trong hệ thống ạ. Con xin được kính mời thầy ạ. Vâng. Rất là cảm xúc. Mới chiều hôm qua, tôi thấy lá cờ Tổ quốc treo phía trước nhà nó bị cũ rồi. Một lá cờ cao 1 mét, dài 1,8 mét, 1,5 mét gì đó. Thì hôm qua tôi đã vừa treo lá cờ Tổ quốc lên. Thật ra thì tôi sinh ra là lớn lên trong miền Nam. Những cái cảm xúc nó bị những cái biết về về bác hay về đất nước nó rất ít, vì nó bị xen tạp. Nhưng mà từ khi tôi ở Hà Nội thời gian dài và cùng học tập với các thầy cô, và trên cái tinh thần học tập đó cộng thêm những cái học tập về văn hóa truyền thống và định hướng lại cái việc chúng ta phải làm như thế nào, cái quan trọng nhất là chúng ta biết bổn độ, biết bổn thổ quá và hiện đại quá. Rõ ràng là các thầy cô cũng đã thấy chúng ta làm được việc đó. Đó chân thật làm được bổn thổ quá và hiện đại quá. Trên cái tinh thần là như bác đã dạy, hy sinh phụng hiến, chí công vô tư. Cái nhiều năm chúng ta làm, chúng ta bị nghi ngờ. Bị nghi ngờ sao mình tốt vậy. Hiện nay chúng ta, tôi ngồi đây nhưng mà tôi được gửi hình báo cáo là một đại úy đang hướng dẫn các con trong cái khóa ship chăng. Đấy. Sáng thì dạy các con tập thể dục, và hiện nay là đang ship dạy các con ship chăng. Tôi nhìn thấy tôi rất là cảm động. Các con được những cái hành trang, những cái dạy nó như thầy Triều nói lúc này đấy. Cấp học mầm non là cấp học đầu tiên, rõ ràng như vậy. Đúng như người xưa nói,
thiên nhập vi chủ. Cái gì nó vào trước nó sẽ là chủ. Chuẩn mực đạo đức và cái sự yêu thương trên tinh thần hy sinh phụng hiến thì chắc chắn các con sẽ lớn lên và các con sẽ làm theo những điều mà chúng được dạy. Hả? Một lần nữa để cho chúng ta thấy những gì chúng ta làm là chúng ta đã thực hiện theo cái chuẩn mực mà có cha ông ta gần nhất là tinh thần của Bác. Mọi người chúng ta thấy tôi lúc nào cũng nhắc đến lời Bác nói, đó chính là trí công vô tư, hy sinh phụng hiến và trí công vô tư. Và nhiều năm qua chúng ta đã làm được điều đó. Nhiều người người ta có thắc mắc không biết từ đâu ra mà mình có được cái nguồn lực để làm. Thật ra thì nguồn lực đó từ xã hội hóa mà. Từ xã hội hóa. Bây giờ những hàng chúng ta thấy khu vực nào thì khu vực đó họ sẽ cảm thấy cần thiết, họ sẽ ủng hộ. Khi chúng ta đến Nha Trang thì có các học trò ở Nha Trang lo hết mọi cái chi phí để chúng ta đến Nha Trang. Khi chúng ta đến Thành phố Hồ Chí Minh thì có những người học trò ở Thành phố Hồ Chí Minh lo hết những cái chi phí. Đâu cần phải tiếp nhận một cái nguồn tiền ngoại lai nào đó để chúng ta làm đó. Nhưng mà chúng ta trước đây cũng bị nghi ngờ, nhưng bây giờ thì dần cái sự nghi ngờ đó cũng đã được thanh minh. Như sáng nay tôi nói đó, lớp học của trải nghiệm của các con hơn 100 các con ở Hòa Phú chưa từng vận động, chưa từng xin xỏ, chưa cần kêu gọi ai cả. Nhưng mà hôm nay các con được rất đầy đủ, buổi ăn của các con rất thịnh soạn, và các thầy cô chính và những người tình nguyện viên đều mang một cái tâm hết sức là nhiệt huyết, đang chăm sóc các con rất là chu đáo. Từ ban ngành, từ các đại quý bên bộ đội, các bậc gọi là các công an ở bên đúng là lãnh đạo đấy, cũng đến để làm bên đội ngũ trật tự. Hãy chúng ta thấy đấy là chúng ta đã biết xã hội hóa, chúng ta cùng làm một việc tốt để lợi cho cộng đồng xã hội. Thật ra thì buổi học hôm nay rất là bổ ích. Cảm ơn thầy Triều đã đem đến một cái, khẳng định lại một cái kiến thức vô cùng quý giá cho tập thể giáo viên của Khai Minh Đức. Thật ra thì có thể nói chưa có một cái hệ thống nào mà học tập và tiếp thu tư tưởng của Bác nhiều như hệ thống Khai Minh Đức. Từng những người đúng bộ phận gọi là nhân sự và làm những việc vặt thôi thì đều hình như là nghe hết tất cả những bài giảng của Bác Hoàng Chí Bảo. Tức là nói là các thầy cô giáo, những người mà ở những bộ phận nhân làm việc tập vụ thôi cũng là nghe gần như là hết tất cả các bài giảng của Bác Hoàng Chí Bảo. Cho nên là càng thấm đậm cái tinh thần gọi là hy sinh phụng hiến, trí công vô tư. Xin cảm ơn thầy Triều ạ. Dạ vâng ạ, con xin được cảm ơn những chia sẻ và những lời định hướng của thầy ạ. Con kính thưa thầy và kính thưa tất cả các thầy cô vào ngày 2 tháng 7 vừa rồi thì khi mà đoàn các thầy cô giáo Khai Minh Đức đến thăm và dâng hương tại thành cổ Quảng Trị thì con có được lắng nghe một tâm sự của con được lắng nghe tâm sự của thầy giáo Phan Trung Phương. Vâng, thầy có chia sẻ khi mà bước chân trên thành cổ Quảng Trị thì thầy
rất là suy nghĩ rằng là nếu mà bản thân mình không không sống một cuộc sống có ý nghĩa, không sống tốt, thì thật sự rất là có lỗi với những anh hùng, những liệt sĩ đã hy sinh xương máu để cho mình có được cuộc sống ngày hôm nay. Và con cũng rất là cảm động trước những cái tâm sự của thầy. Và ngày hôm nay sau khi được nghe thầy Nguyễn Trung Chiều chia sẻ về những di nguyện của Hồ Chủ tịch cũng như là những cống hiến của bác, thì sau đây em xin được kính mời thầy Phan Trung Phương sẽ lên lớp và chia sẻ những cảm nhận của thầy, mà cũng rất mong muốn thầy có những định hướng để cho tất cả chúng em biến những cảm xúc học tập ngày hôm nay thành những hành động cụ thể trong việc tiếp tục học tập theo tư tưởng đạo đức của bác. Em xin kính mời thầy giáo Phan Trung Phương ạ. Con xin kính chào thầy, xin kính chào thầy giáo tiến sĩ Nguyễn Trung Chiều, xin kính chào các thầy cô giáo tham gia một buổi học tập vô cùng ý nghĩa ngày hôm nay. Thực sự là từ đầu đến cuối ngồi nghe chia sẻ của thầy giáo Nguyễn Trung Chiều thì con cũng có rất nhiều cảm xúc. Đây nó không chỉ là một cái bài chia sẻ thông thường, mà nếu mà chúng ta để ý thì chúng ta thấy thầy Nguyễn Trung Chiều không chỉ là thầy giáo, là người có trải nghiệm, và cái báo cáo này nó mang tính khoa học rất là cao. Từ những lý luận khoa học hay là những cái dẫn chứng sinh động và những cái nguồn tư liệu chính thống và chính xác, thì nó tạo cho chúng ta có một cái nhìn rất là đầy đủ và một cái nhìn đa chiều cũng như là một cái nhìn sâu sắc. Khi chúng ta được nghe giáo sư Hoàng Chí Bảo chia sẻ về di chúc của bác, hay như là thầy Triều có chia sẻ là một số người định đặt tên không chỉ là di chúc mà nó là di huấn. Thực ra thì cho dù là di chúc, di huấn hay là một cái tên gọi gì đó, thì thực sự là đây nó là những cái tư liệu có thể nói là vô giá dành cho hậu thế chúng ta, Việt Nam chúng ta nói riêng, cũng như là nhân loại nói chung. Bởi vì đã là con người thì từ những cái cách ứng xử, từ những cái đường đi nước bước hay những cái lời dặn dò của bác, thì nó vừa có tính lịch sử và nó lại có cái sự trường tồn. Mặc dù viết di chúc từ những năm 1969, nhưng chúng ta thấy là cho đến bây giờ nó hoàn toàn không mất đi tính thời sự. Và quả thật là khi nghe báo cáo chia sẻ của thầy Triều thì chúng ta thấy được sự khái quát hóa, và chúng ta cũng thấy được một cái giá trị vô cùng to lớn. Và cũng từ đó, sau khi mà chúng ta học tập di chúc thì chúng ta ứng dụng được gì vào trong thực tiễn đời sống cá nhân, vào trong thực tiễn công việc, thì thầy Triều cũng vừa chia sẻ ở trường Cao đẳng Sư phạm Mẫu giáo tại Nha Trang Khánh Hòa, hay là hệ thống giáo dục Khai Minh Đức của chúng ta. Chúng ta may mắn chúng ta thực hiện sứ mệnh giáo dục, và chúng ta là cái cấp học đầu tiên, là cấp học tạo nền móng, nền tảng cho một con người mà xuất phát điểm là từ một đứa trẻ. Thì thực sự không có gì tự hào hơn, không có gì vinh dự hơn, và cũng không có gì có thể nói là cái sứ mạng nó lớn hơn. Đấy là một cái điều mà thực sự mỗi một thầy cô giáo chúng ta, nếu chúng ta ý thức được điều đó thì chúng ta làm gì? Câu trả lời rất đơn giản. Những gì mà người xưa dạy nó được khúc xạ qua lăng kính về di huấn, di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Vậy chúng ta làm những điều mà người xưa dạy, cũng như là chúng ta thực hiện những gì mà bác cả đời đã làm, đã cống hiến và cuối đời cũng mong đợi. Đó là việc mà chúng ta sẽ làm tròn vai trò trách nhiệm của mình. Và khi làm được điều như vậy thì bản thân mỗi một chúng ta chắc chắn sẽ có một cuộc sống hạnh phúc, và chúng ta góp phần nhỏ bé vào việc làm cho xã hội an định. Còn có những cái điều chia sẻ, và một lần nữa thay mặt cho hệ thống xin rất là cảm ơn sự chia sẻ vô cùng quý báu của thầy giáo tiến sĩ Nguyễn Trung Chiều. Và hệ thống cũng mong muốn trong thời gian tới thầy tiếp tục đồng hành cùng hệ thống để chia sẻ những cái điều mà thầy biết, những cái điều thầy trải nghiệm thông qua quá trình giảng dạy, thông qua quá trình học tập, cũng như thực hiện trong đời sống.
Xin trân trọng cảm ơn thầy. Về đây
Dạ vâng ạ. Con kính thưa thầy và kính thưa các thầy cô giáo, với lời bài hát và những hình ảnh rất là thiêng liêng trong lễ dâng hương tại thành cổ Quảng Trị vừa rồi thì càng làm cho cảm xúc sau buổi chia sẻ của thầy Nguyễn Trung Triều về chủ đề tư tưởng học tập tư tưởng Hồ Chí Minh càng thêm được lắng đọng và rất là tuyệt vời. Và clip đó cũng chính là những cái hình ảnh để chúng ta kết thúc lại buổi học tập ngày hôm nay. Một lần nữa, con xin được thay mặt cho cả lớp xin được cảm ơn sự chia sẻ rất là tâm huyết của thầy Nguyễn Trung Triều. Con xin được cảm ơn thầy giáo Vọng Tây và các thầy cô giáo trong ban lãnh đạo đã dành thời gian tham dự lớp học tập ngày hôm nay. Vâng ạ, con xin được kính chào các thầy cô ạ.